Trong tập trước, Phương Hàn và Ngao Thế Tôn vẫn đang choảng nhau trí chóe một mất một còn, cả hai đều tung ra hết sức lực, nếu không chỉ còn một con đường, đó là bị đối phương luyện hóa. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Long chảo chộp xuống, thân hình Phương Hàn hơi chỉ dại ra, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cư nhiên vận chuyển bị đánh hủy, nhưng mà hai mắt hắn đảo qua, thọ mệnh trong thân thể liền thiêu đốt, tiêu số mệnh thuật lại thúc giục ra, liền cảm thấy sông dài vận mệnh. Tại chỗ sâu trong thiên giới, lực lượng to lớn trên đại đạo tràn ngập lên, một cỗ lực lượng gần như linh hồn lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh phủ xuống, xuyên qua bát bộ phù đồ, kích phát lực lượng mạnh nhất của phù đồ. Ở trong phù đồ thậm chí phát ra thanh âm già nua viễn cổ, Ngao Thế Tôn, ngươi vi phạm ý chí Long tộc, ngươi là kẻ phản nghịch, ngươi trung quy vẫn bị Long tộc khinh bỉ. Không, ta là chiến thần Long tộc, cả đời ta đều vì Long tộc mà phấn đấu, tổ tông không có mắt, tổ tông vô linh mà, hắn mới là người đánh cắp ý chí Long tộc. Ngao Thế Tôn ngửa mặt lên trời giống to, nghịch thiên mà nói, tổ tông khinh bỉ, ta liền phản tổ, đại đạo vứt bỏ ta liền diệt nó. Ngao Thế Tôn ta là người trị thế, tái thế vẫn vậy. Lực lượng hắn từng tầng lại từng tầng triển khai liều mạng cuối cùng, hắn thi triển ra bổn nguyên long giới, thất đại thệ ngôn, kêu gọi khí tức tổ tông, bị bát bộ phủ đồ của Phương Hàn chế trụ, cho nên rốt cuộc sự cường hoành đã biến mất. Lấy khí thấy tổ diệt tổ, nhìn tông diệt tông, đánh ra một bộ võ học vô thượng tinh thâm bác đại. Bộ võ học này cũng không biết từ đâu mà hắn học được, trong lúc phất tay chiến lược tăng lên, đại thủ cư nhiên không phải là long trào mà đã biến thành một loại lân phiến do các loại thần thú tổng hợp lại, vạn thú phách chủ, thú thần chi đạo, sinh mệnh thiên địa. Trong lòng bàn tay, chân khí của hắn biến đổi từ chân long thành kỳ lân, côn bằng, lôi thú, tỷ hưu vô số thần thú thái cổ, cuối cùng một phương thần thú thái cổ sinh ra từ trong chân khí. Thú vương chi vương này vô tận thần chi động trời lở đất, cuồn cuộn tiến đến, đánh cho chí thiên môn chấn động, thậm chí chữ chí do chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp biến thành ở mi tâm Ngao Thế Tôn cũng từ trong mi tâm bị bước ra ngoài, cướp lấy chỗ đó. Trong mi tâm Ngao Thế Tôn xuất hiện một chữ thú, chết đi. Đây là thú đạo ở trong kỷ nguyên khi vũ trị khai thiên lập địa, kỷ nguyên hiện tại là nhân đạo, kỷ nguyên trước đó là vu đạo, mà kỷ nguyên trước đó nữa chính là thú đạo. Ta trong lúc ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của thú đạo, dung hợp cùng huyết mạch Long tộc, nhất định có thể phản kích diệt tuyệt ngươi. Phương Hàn, tên xúc sinh muốn luyện hóa ta, luyện hóa một tuyệt đại kim tiên ngạo Long tộc, chuyện này là không có khả năng, ngươi đang đùa với lửa đó, đùa lửa tất phồng. Bức chư trí kia ra ngoài, Ngao Thế Tôn giống như liền khôi phục được lực lượng, không bị áp chế, giở tay nhấc chân, một quyền đánh lên đỉnh đầu của bát bộ phù đồ. Bang, bát bộ phù đồ trận trận loạn chuyển, cư nhiên bị một quyền của Ngao Thế Tôn đánh cho bắt đầu đi chệch quỹ đạo. Ngao Thế Tôn giờ khắc này thật như một con mãnh hổ, hung tàn thô bạo, Phương Hàn, ta muốn xé sống ngươi, xé ta, ngươi không làm được đâu, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lực lượng chiến thế thần đan trong cơ thể Phương Hàn điên cuồng bắt đầu khởi đầu, trong toàn thân mỗi viên tinh thể thần quốc đều bành trướng đến muốn nổ tung, thân thể của hắn, lực lượng vô tận không cách nào tiết ra, dao động cực hạn, đánh ra võ đạo hùng mãnh mà liều mạng, bát bộ phù đồ lần nữa ổn định lại, trực tiếp trấn áp, mà trong miệng Phương Hàn, phun ra chí thiên thánh pháp, rót vào trong chữ trí kia mãnh liệt áp tới, lần nữa bắn vào mi tâm Ngao Thế Tôn, cường thế tiến vào, che đậy hoàn toàn chữ thú đi, đồ bị hủy diệt không biết bao nhiêu kỷ người trước, cũng dám lấy ra, đúng là không có mắt, cùng một kỷ nguyên pháp tắc, không hợp nhau, nhất định bị bài xích, phải chìm vào trong lịch sử. Thân thể Phương Hàn giống như hồng hoang tổ long, trên tay xuất hiện 10 đầu móng vuốt, đánh ra văn tự thái cổ Long tộc, một trường hủy diệt, lần nữa đụng vào bàn tay Ngao Thế Tôn, thú thần vô địch. Ngao Thế Tôn đầu tóc tán loạn, chữ thú phóng ra quang mang vô tận, toàn thân tản mát thú thần khó hiểu không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, không phải là long hình, mà là một con mãnh thú, hoang thú hoàn toàn bất đồng cùng long tộc, lực lượng cùng bạo hơn long tộc nhiều lắm, hướng về Phương Hàn, triển khai công kích tuyệt thế, hai đại cao thủ, nện vào nhau trên không trung, ước chừng đánh ra trăm ngàn vạn quyền, thân thể Ngao Thế Tôn nứt nẻ, mà thân thể Phương Hàn, trong mỗi lần nện vào nhau, cũng phóng ra lượng tinh thể cực kỳ kinh người. Nếu không phải hắn mới vừa luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, trong nháy mắt đã bị hủy diệt rồi. Lão Long Ngao Thế Tôn này, khi lâm vào tuyệt cảnh, cư nhiên có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như thế, thật sự là quá đáng sợ. Phương Hàn đã hoàn toàn xuất ra tất cả, phát huy toàn bộ dược lực chiến thế thần đan, kim tiên pháp tắc trong đan dược, cũng toàn bộ đánh vào bên trong bát bộ phù đồ, tăng cường lực lượng, chấn áp long thần. Phốc, đột nhiên lúc đó, Ngao Thế Tôn phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng, toàn thân lần nữa khôi phục long thân. Phương Hàn, lực lượng hắn cạn rồi, Diêm điên cuồng hét lên, hắn đang đèn sắp hết dầu, mà còn có thể hung tàn như vậy, suýt nữa lật thuyền, hiện tại rốt cuộc chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, giết, Phương Hàn không chút lưu tình,
bàn tay phách tới, một quyền bổ ra, thân hình khổng lồ của Ngao Thế Tôn bị đánh bay đi, tiên huyết liên tục phun trào, trên không trung, liền bị bát bộ phù đồ hấp thu. Bát bộ phù đồ hấp thu lấy tiên huyết của Ngao Thế Tôn, liền càng thêm chói mắt, gào, một tiếng hống tựa như hổ, lại giống như ngưu, một kiện bảo bối trong phù đồ, Minh Vương phù rốt cuộc bắt đầu biến hóa, trở thành tiên khí trung phẩm. Phải biết rằng, bát bộ phù đồ tấn thăng, chẳng những cần kim tiên pháp tắc khổng lồ, còn cần tài liệu mênh mông như mây biển. Nhưng mà hiện tại, tiên huyết của Ngao Thế Tôn chính là tài liệu tốt nhất. Có tài liệu nào có thể vượt qua huyết tế của tuyệt đại kim tiên long tộc? Nhất là, Ngao Thế Tôn lại là kim tiên đỉnh phong, bắt đầu tham ngộ tổ ý cảnh. Trong huyết dịch của hắn, có trận trận huyền ảo bên trong, không ngừng biến hóa, khiến cho bát bộ phù đồ quan hệ lại càng mật thiết hơn với hồng hoang tổ long. Ngao Thế Tôn không ngừng phun trào tiên huyết, bát bộ phù đồ liền càng lúc càng mạnh mẽ. Ngao Thế Tôn, người đã xong rồi, bát bộ phù đồ ta càng ngày càng mạnh, người thậm chí ngay cả lực lượng cùng ý chí tự hủy mình cũng không có, người nhất định trở thành nơi đặt chân để ta tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Ta cảm thấy trong thân thể ngươi có tồn tại linh mạch khổng lồ. Phương Hàn bước nhanh tới, cuồng bạo đánh ra quyền cước, tựa hồ một cỗ máy chiến tranh viễn cổ. Một mảnh long lân bị đánh giả xuống, có khoảng vài dặm lớn nhỏ trôi lơ lửng ở không trung, sau đó trực tiếp bị luyện hóa, lần nữa tiến vào trong bát bộ phù đồ. Long huyết cuồng phun, long lân vỡ vụn, đầu lão long Ngao Thế Tôn này thật đang ở trong tuyệt cảnh, bởi vì tiêu hao lần này, lực lượng hắn không ngờ suy yếu đi, mà bát bộ phù đồ càng lúc càng mạnh, khí tức càng ngày càng nồng đậm, tới cuối cùng, sâu trong linh hồn lão cổ đồng long tộc này, tựa hồ cảm thấy hồng hoang tổ tông đang trừng phạt mình. Trong vô tận tinh hà, hình thể hồng hoang tổ long đột nhiên mở mắt, theo dõi hắn, phát ra thanh âm giàn nua, Phương Hà là người phát ngôn của ta, người mạo phạm hắn chính là mạo phạm uy nghiêm của ta. Không, đây không phải hồng hoang tổ long chân thật, nó đã hoàn toàn biến mất, bây giờ là thời đại quần long vô thủ, thiên địa đạt cát, đó chỉ là ảo giác. Ngao Thế Tôn cố gượng lấy tia ý niệm, mãnh liệt phản kháng lại. Chết! Phương Hàn vận chuyển chiến lực tam thập tam bội, hư không chấn động, đánh nổ tung thân thể Ngao Thế Tôn, chung quanh đều rơi là tả lân phiến, huyết nhục, vầng sáng kim tiên pháp tắc mênh mông, trận trận kim sắc đứt đoạn tỏa sáng phiêu đãng trong hư không. Nhất là khi huyết nhục nổ tung, một tinh thể thần quốc phóng ra, tinh thể thần quốc này có hình bát giác, thật rộng như ngôi sao, lại giống như đồ án trận pháp, trong đó tích chứa vô thượng kim tiên chi đạo, thậm chí còn có một tia ảo diệu. Đây chính là tất cả nguyên khí của lão cổ đồng Ngao Thế Tôn tập hợp lại, linh hồn, ý chí, còn có thần thông, ký ức đều trong đó. Đương nhiên, trong đó còn có bảo tàng. Phương Hàn đã sớm nhận ra, ở trong tinh thể thần quốc này, tích chứa linh mạch cực kỳ cường đại, thậm chí có một cỗ khí tức, giống như sinh mệnh cổ tuyền, giang sơn cổ tình vậy. Thiên địa quỷ thần, tìm kiếm càn khôn, nhìn thấy tinh thể thần quốc này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một chảo bắt lấy vào tay, liền thấy ý niệm Ngao Thế Tôn đang gầm thét, mắng chửi, tuyên thệ bên trong. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ cùng hắn. Đầu lão long Ngao Thế Tôn này đã hoàn toàn xong đời, cả tinh khí, bảo tàng, toàn bộ đều thuộc về Phương Hàn. Bảo bối, toàn bộ đều là bảo bối, bát bộ phủ đồ đã có thể toàn bộ tấn thăng, một bước lên trời rồi. Sau khi Ngao Thế Tôn nổ tung, vô số huyết nhục, xương cốt, lân phiến tạo thành hải dương trong chí thiên môn, bao phủ bát bộ phù đồ vào trong. Trong lòng Phương Hàn mừng như điên, một đầu long tộc kim tiên, nhất là Ngao Thế Tôn lại là kim tiên đỉnh phong, huyết nhục, xương cốt, lân phiến, da, gân đều là của quý hiếm thấy trong thiên địa, mỗi một tấc huyết nhục đều có thể phát huy tác dụng không gì sánh kịp. Tài liệu bát bộ phù đồ, chỉ cần một đầu long tộc kim tiên này đã đủ rồi. Càng lợi hại hơn là, kim tiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn, vô tận vầng sáng, giống như trận trận xiềng xích kim sắc phát sáng, từ điểm này có thể nhìn ra, nếu như hấp thu vào bản thân, hoặc là hấp thụ vào pháp bảo, sẽ có khả năng sinh ra uy lực bực nào. Ta một mình, đơn độc tự thân đánh giết tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, chuyện này nói ra, cho dù là thiên quân cũng không tin tưởng nổi mà. Phương Hàn một mặt điều chỉnh nguyên khí lại, hấp thu lấy nguyên khí tinh huyết Ngao Thế Tôn, dung nạp những kim tiên pháp tắc kia, một mặt cảm thán trong lòng, mình giết Ngao Thế Tôn, hẳn là có thể đạt được tưởng thưởng lớn. Nhưng mà một mực vô pháp nhận lấy, bởi vì căn bản không thể lộ ra ngoài. Ai tin tưởng, một bán bộ kim tiên có thể giết chết tuyệt đại kim tiên long tộc, cho dù lấy ra chứng cớ, cũng sẽ dẫn tới hoài nghi. Tiêu diệt sát tinh minh, ám sát nhi tử bạch cốt lão yêu, đó là những tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng mà yêu nghiệt quá thái quá, đó chính là tuyệt đối có vấn đề, sẽ bị trực tiếp điều tra. Với thân phận Phương Hàn hiện tại, cũng không thể giấu bao lâu, nếu bị người hữu tâm cặn kẽ điều tra, cũng sẽ bại lộ thân phận, tội phạm thiên đình truy nã. Đến lúc đó, người người truy sát, chạy chuột qua đường, cũng là địch nhân. Ai, Phương Hàn, giết Ngao Thế Tôn, có nhiều phần thưởng lắm đó. Ngươi xem, chỉ một mình ngươi, có
có thể được phân 5 luồng linh mạch nhị giai, khẳng định 10 người chỉ có một. Bây giờ một mình ngươi đánh chết, toàn bộ tưởng thưởng đều là của ngươi, chúng ta phát tài rồi mà. Diêm cảm thán, liên tục than thở. Cùng lúc đó, nó cũng cố gắng hấp thu lấy một ít nguyên khí của Ngao Thế Tôn, tăng cường bản thân. Vô Phương, lần này ta cứu được nhiều người của Hoàng Khí Lâu, yêu cầu một chức linh mạch cũng không thành vấn đề. Hôm nay, ta muốn hoàn toàn tấn thăng đến tuyệt đại kim tiên, bởi vì bên trong tinh thể thần quốc Ngao Thế Tôn lại ẩn chứa một đạo khí tức linh mạch nhất giai, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đủ nguyên khí cần thiết để ta tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên. Phương Hàn hưng phấn nói, ở bên trong tinh thể thần quốc của Ngao Thế Tôn, phát hiện ra nguyên khí linh mạch nhất giai, huyền phù bát bộ phù đồ ở bên trong chí thiên môn, không ngừng hấp thu huyết nhục, kim tiên pháp tắc như thủy triều, mà Phương Hàn thì lại dò xét tinh thể thần quốc Ngao Thế Tôn lưu lại. Trong tinh thể thần quốc, hấp dẫn ánh mắt nhất chính là một con đại long dài vô số ước rộng, lân giáp con đại long này đều đủ, toàn thân hiện ra một màu xanh nhàn nhạt, không có chút tạp chất, thật giống như ngọc xanh, lại hơi giống lưu ly, tạo ra cảnh tượng thiên không bị cắt đứt một đoạn. Con đại long này là linh mạch nhất giai, khí tức không sai biệt với sinh mệnh cổ tuyền lắm, bất quá hiện tại không có nồng hậu như sinh mệnh cổ tuyền, hiển nhiên là bị tiêu hao không ít, cũng chỉ có linh mạch nhất giai như vậy mới có thể duy trì được trận trận cường hoành liên tiếp của Ngao Thế Tôn. Hơn nữa, Ngao Thế Tôn muốn tấn thăng thành tổ tiên, nhất định phải thu thập nhiều linh mạch hơn, thậm chí cần có linh mạch vương giai. Linh mạch nhất giai này xa xa không đủ tấn thăng tổ tiên, nhưng mà đối với Phương Hàn mà nói, cộng thêm 49 luồng linh mạch tam giai của bản thân, còn có vài linh mạch nhị giai, tổng hợp lại, nguyên khí khổng lồ như vậy đã có thể khiến cho hắn trực tiếp tấn thăng kim tiên, không có nửa điểm trì hoãn. Ông, Sa Bà niệm chiêu mộ của thần trung, tất cả bảo bối sở hữu trong bát bộ phù đồ đều nổ tung từng kiện, trùng tân tổ hợp, vầng sáng kim tiên pháp tắc ngưng tụ thành một tấm lưới, giữ vững trật tự. Tiếng chuông, tiếng trống giống như tổ tiên long tộc triệu hóa long hồn trong tối tăm về. Văn tự long tộc, văn minh long tộc, văn minh long tộc, khởi nguyên long tộc toàn bộ đều trở thành một bộ tranh vẽ, hiện ra trong bát bộ phù đồ. Một cỗ lực lượng cổ xưa phủ xuống, khiến cho trong thân thể Phương Hàn, huyết mạch tổ long càng thêm nồng hậu. Trên toàn thân tinh thể thần quốc hiện ra sắc thái văn minh long tộc. Nhìn Phương Hàn, tuyệt đại cao thủ có thể thấy rõ trong thân thể của hắn, sử thi cùng hành trình gian khổ của long tộc. Giờ phút này, bản thân Phương Hàn đã đại biểu cho tất cả văn minh của long tộc. Bát bộ phù đồ, toàn bộ đều tấn thăng thành tiên khí trung phẩm. Vầng sáng kim tiên pháp tắc, giống như tia chớp, không ngừng lóe lên ở bề mặt bát bộ phù đồ, oanh kích lên nó, có thể phá hủy tất cả, chấn áp tất cả. Mà hiện tại, huyết nhục, tinh khí, pháp tắc của Ngao Thế Tôn đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Bát bộ phù đồ tấn thăng, thân thể cùng ý chí Phương Hàn cũng như nước dâng thuyền lên cao, chân chính đạt tới một dạng đỉnh phong, chỉ cần có nguyên thủy chi khí, đã có thể để thăng cảnh giới lên, tiếp xúc con đường đại la kim tiên, ý cảnh vĩnh hằng tự tại. Tất cả chiến thế thần đan, toàn bộ phân giải cho ta, tất cả linh mạch, toàn bộ hoàn tan, ta dùng thân thể ta, tạo dựng ước vạn thần quốc, ở trong thần quốc, vạn vạn vật vật, vĩnh hằng bất tử, bất diệt tự tại. Phương Hàn từng lời nói ra, hấp thu toàn bộ kim tiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn còn lưu lại vào. Ở bên trong thần quốc, lần nữa đạt tới lực lượng đỉnh phong, mỗi một tinh thể thần quốc đều gần như hoàn mỹ, bề ngoài nhiễm lấy một mảnh ánh sáng lóe mắt. Đại la pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn cũng bắt đầu sinh ra ngưng tụ. Mỗi 3.000 đạo đại la pháp tắc tự động tổ hợp chung một chỗ, diễn hóa, cô động, quấn lại thành một đạo kim tiên pháp tắc cực kỳ tinh tế. Đặc thù của tu thành kim tiên chính là cô động đại la pháp tắc trong cơ thể thành kim tiên pháp tắc. Ở trong quá trình này, cần tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Hiện ở trong người Phương Hàn có khoảng hơn 1.000 vạn đại la pháp tắc, mỗi 3.000 đạo ngưng tụ thành một luồng, trên căn bản sẽ có thể cô đọng ra 3.000 đạo kim tiên pháp tắc. Kim tiên có cường hoành, toàn bộ đều dựa vào bản thân có bao nhiêu đạo kim tiên pháp tắc, giống như trong cơ thể Ngao Thế Tôn, có khoảng gần 10 vạn đạo kim tiên pháp tắc, hơn nữa còn trận trận vầng sáng giống như xiềng xích. Ngày đó tuyển môn chủ kim tiên đỉnh phong cũng chỉ có chung hơn 1 vạn đạo mà thôi. Mà Phương Hàn, trước khi tấn thăng thành kim tiên, nếu như luyện hóa toàn bộ đại la pháp tắc trong cơ thể, chỉ có được 3.000 đạo. Đây là tình huống hắn đã tích xúc hùng hậu, đổi lại là cao thủ thông thường tấn thăng kim tiên, cũng chỉ mấy trăm đạo mà thôi. Bất quá, hắn đương nhiên không thỏa mãn số lượng ít ỏi 3.000 đạo kim tiên pháp tắc, cho nên đã nuốt toàn bộ chiến thế thần đan vào trong cơ thể. Trong mỗi một viên chiến thế thần đan đều ẩn chứa mấy ngàn đạo kim tiên pháp tắc cường đại, còn có một mảnh kim tiên pháp tắc mà Ngao Thế Tôn để sót lại. Ta muốn là đệ nhất nhân trong kim tiên, đạt được lực lượng mạnh mẽ nhất, thượng thiên giúp ta, ta muốn đoạt lấy vận mệnh, ta muốn nắm giữ dòng chảy vận mệnh mạnh nhất. Phương Hàn mãnh liệt vận dụng toàn bộ linh mạch trong thân thể, vô số linh mạch bốc hơi lên, hừng hực thiêu đốt, làm đại la pháp tắc lột xác hoàn toàn. Nhờ vào dược lực chiến thế thần đan, kim tiên pháp tắc trực tiếp bị hắn luyện hóa,
sắp nhập vào trong bản thân tinh thể thần quốc, 49 luồng linh mạch tam giai trong nháy mắt bị thiêu đốt, vài luồng linh mạch nhị giai cũng đang kịch liệt tiêu hao, chỉ còn nửa luồng linh mạch nhất giai, đại long màu xanh dài mấy ức dặm liên tục không ngừng cung cấp, để cho lúc Phương Hàn chuyển hóa kim tiên pháp tắc, không phải lo lắng nguyên khí bị cạn kiệt, trùng kích kim tiên, quá trình chuyển toàn bộ đại la pháp tắc trong cơ thể thành kim tiên pháp tắc cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất xảy ra một chút sơ sót, sẽ phản ứng dây chuyền, đại la pháp tắc bị hủy, toàn thân hóa thành tro bụi, cho dù có thể bảo tồn tính mạng, nguyên khí cũng đã tổn thương nặng nề, trở thành phế nhân. Trên căn bản, một vạn tên bán bộ kim tiên trùng kích vào kim tiên, chỉ có một người có thể thành công, bằng không, địa vị tuyệt đại kim tiên trên thiên giới cũng không thể nào cao như vậy. Ầm ầm, trong thân thể Phương Hàn, tất cả đại la pháp tắc toàn bộ tổ hợp lại, bên trong thần quốc một trận hư không, nhưng mà dược lực chiến thế thần đan liên tục không ngừng bổ sung vào. Hống, 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 cả người Phương Hàn phù phục ở trong chí thiên môn, tựa như long mà không phải long, giống như thú mà không phải thú. Trên đỉnh đầu hắn, vô số nhánh sông vận mệnh đang xoay tròn, hiện ra con đường vận mệnh sau này của Phương Hàn. Giờ phút này là thời điểm mấu chốt của Phương Hàn, hắn phải bắt lấy nhánh sông vận mệnh của bản thân, một nhánh mạnh nhất. Vận mệnh, ta thấy rõ được ngàn vạn ức nhánh sông vận mệnh bản thân, nhưng mà những vận mệnh này cũng không phải thứ ta muốn. Ta muốn vận mệnh vĩnh hằng bất diệt, ta muốn vận mệnh vĩnh sinh. Nếu không phải vận mệnh này, hai tay ta sẽ phá toái hư không, mở ra vận mệnh mới. Phương Hàn nhìn thấy vô số vận mệnh, vô số tương lai bản thân đều bất mãn, ý chí hắn điên cuồng giống lên, hai tay hắn ương ngạnh chém phá hư không, muốn ở trong hư không mở ra vận mệnh mạnh nhất của bản thân, vận mệnh bất diệt, mạnh mẽ, thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi, hãy để cho ta thấy một nhân vật cái thế trên đời sinh ra, thật hung mãnh mà, đối với vận mệnh tương lai, toàn bộ đều bất mãn, muốn tự mở ra con đường, tương lai của mình, Diêm Khiếp sợ tột đỉnh, năm đó, Luân Hồi Đạo Nhân, Hoàng Tuyền Đại Đế đều nói qua dạng này, đáng tiếc, bọn họ cũng không thành công, thân chết đạo tiêu, toàn bộ diệt vong, không biết Phương Hàn có thể thành công hay không, chém, đánh vỡ số mệnh. Tương lai mạnh nhất, do ta tạo ra. Thân thể Phương Hàn thẳng lên, hai tay đan vào nhau, cho dù là ai cũng không biết ký hiệu này. Trên đỉnh đầu hiện ra vô số nhánh sông vận mệnh, toàn bộ đều bị đánh vỡ. Vận mệnh hắn trở thành một mảnh mơ hồ, không có tương lai. Nhưng mà, hai tay hắn, xé rách hư không, ương ngạnh ở trong mảnh tương lai mơ hồ, đánh ra một đại đạo thông thiên, sáng rực như vạn hoa, tịnh mịch như chùm sao, vĩnh hằng mà cô độc, cường đại mà băng lãnh. Vì tương lai bản thân, đánh ra một đại đạo thông thiên. Con đường cường giả chí tôn, cường giả sẽ không phải nghe theo vận mệnh sai sử mà đánh vỡ vận mệnh, phát ra thanh âm mạnh nhất, mở ra con đường mình. Giờ phút này, Phương Hàn đã chân chính hiểu được ý nghĩa, trở thành cường giả chí tôn. Trong cơ thể, vô số tinh thể thần quốc lưu chuyển lên, tất cả đại la pháp tắc, toàn bộ đều chuyển thành kim tiên pháp tắc, hô ứng cùng tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, thậm chí là tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng. Trong thân thể Phương Hàn, nhộn nhạo ra hỏa diễm kim sắc tinh khiết, không có một chút tạp chất, ánh mắt của hắn giống như thiên thần phẫn nộ, xé rách tương lai, quả đấm của hắn tựa hồ đại biểu cho bạo lực, cho chân lý, thân thể hắn đứng thẳng sừng sững, bất tử bất diệt, giờ phút này trở thành kim tiên. Lần này Phương Hàn tấn thăng tuyệt đại kim tiên không phải chuyện đùa, đem tất cả chiến thế thần đan, tất cả linh mạch, thậm chí là pháp tắc, tinh khí tàn lưu của Ngao Thế Tôn toàn bộ luyện hóa, nung chảy cùng nhau, vầng sáng kim tiên pháp tắc nhập vào bát bộ phù đồ, hô ứng lẫn nhau, chẳng khác gì một phần tinh thể thần quốc ở trong thân thể hắn. Vào giờ phút này, hắn chẳng những chiếm được toàn bộ tu vi của Ngao Thế Tôn, còn luyện hóa tất cả tiềm lực của tàn phiến tạo hóa thần khí. Hiện tại thân thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành trận trận tinh thể thần quốc, mỗi một viên tinh thể thần quốc đều liên lạc chặt chẽ, theo từng hô hấp, những tinh thể thần quốc này liền cuồn cuộn hấp thu không ngừng lực lượng tạo hóa trong hư không. Một quyền đánh ra có thể đứt đoạn thiên quỹ, tạo ra thiên ngân, tam thập tam thiên chí bảo, cũng như nước dâng thuyền cao. Đạo đạo phù văn trên nó lần lượt thay đổi, kiên cố dị thường, mỗi một kiện pháp bảo đều hiện ra công hiệu thần kỳ và cường đại hơn. Răng rắc răng rắc, Phương Hàn nắm chặt bàn tay, trong thân thể, tất cả tinh thể thần quốc ma sát vào nhau, lực lượng truyền tới, hắn cảm giác được mình giống như thiên tuyển môn chủ, tà tôn, tuyệt hành tôn giả một số tuyệt đại kim tiên, một chiêu có thể đánh chết. Thực lực chỉ trong sát na này đã tăng lên đâu chỉ trăm lần, bán bộ kim tiên cùng kim tiên chân chính, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Một bước lên trời cũng không đủ để hình dung. Hơn nữa Phương Hàn còn thôn vệ một tuyệt đại kim tiên long tộc, cướp đoạt lấy tất cả pháp tắc, thần thông, tu vi, thậm chí còn có ảo diệu tham ngộ tổ ý cảnh. Nếu mà không có Ngao Thế Tôn trợ giúp, Phương Hàn tuyệt đối không thể cường đại như bây giờ. Hiện trong thân thể hắn, trận trận ẩn chứa gần 3 vạn đạo kim tiên pháp tắc, mà trên bát bộ phù đồ,
còn đan vào 7 vạn vầng sáng kim tiên pháp tắc chói mát. Kim tiên pháp tắc trên dưới toàn thân đã hoàn toàn vượt qua 10 vạn, đây là một loại lực lượng khủng bố. Càng khủng bố hơn, trên tam thập tam thiên chí bảo còn chưa đan vào kim tiên pháp tắc, nói cách khác, Phương Hàn vẫn còn tiềm lực tấn thăng. Sau này, hắn tu luyện, liên tục không ngừng khai triển kim tiên pháp tắc, rèn luyện tam thập tam thiên chí bảo, cho đến khi kiện chí bảo này hoàn toàn biến thành tiên khí trung phẩm. Bất quá bát bộ phù đồ cần 7 vạn đạo vầng sáng kim tiên pháp tắc mới có thể hoàn toàn lột xác, tam thập tam thiên chí bảo muốn biến hóa ít nhất cũng phải gấp 10 trở lên, thậm chí còn hơn thế nữa. Phương Hàn phỏng đoán sơ lược, trên trăm vạn đạo, thậm chí mấy trăm vạn đạo cũng không chừng. Mọi loại kim tiên, tỷ như dạng thiên tuyển môn chủ, tu luyện tinh thâm, ít nhất là trên trăm vạn năm ở thiên giới, trong cơ thể cũng chỉ tích tụ hơn vạn đạo kim tiên pháp tắc. Nói cách khác, muốn tấn thăng tam thập tam thiên chí bảo thành tiên khí trung phẩm, tối thiểu phải cần đánh chết trên trăm tên thiên tuyển môn chủ, thậm chí là huyết đế mấy trăm tên như vậy. Đây quả thực là chuyện kinh hãi thế tục, lòng người kinh đảm. Phương Hàn, bây giờ ngươi đã tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên rồi, cực kỳ mạnh mẽ, thì triển ra chiến lực tam thập tam bội, không phải tương đương với 30 tuyệt đại kim tiên đồng thời một kích sao? Dù là ai cũng phải bị giết chết đó. Diêm không nhịn được, rốt cuộc bắt đầu nhộn nhạo lên. Không sai, ta thi triển chiến lực tam thập tam bội, hiện tại trong kim tiên cơ hồ là vô địch. Đương nhiên, thiên giới mênh mông, vô số yêu nghiệt cấp bậc cao thủ, nhân vật kim tiên trong đó cũng vô cùng biến thái, nói không chừng có thể chống lại ta. Tỷ như trong số đệ tử của Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều tồn tại biến thái. Hơn nữa, chiến lực tam thập tam bội tiêu hao nguyên thủy chi khí thật sự quá khủng bố. Lúc ta ở bán bộ kim tiên, tiêu hao nguyên khí chẳng qua là 1/11 luồng linh mạch tam giai, nhưng mà hiện tại chiến lực tăng lên gấp trăm lần cũng không như vậy, tiêu hao kia lại càng gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Ta đã thử tính qua, nếu như hiện tại ta muốn thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, phải tiêu hao một linh mạch nhị giai, cũng chính là số lượng ngàn ức nguyên thủy đan dược. Phương Hàn lắc đầu, hiện trên người ta một luồng linh mạch cũng không có, toàn bộ đều luyện hóa rồi, mỗi một lần đánh phải tiêu hao hết một linh mạch nhị giai. Diêm trợn tròn mắt nói, Phương Hàn ngươi sau này chớ nghèo chết đó. Đúng rồi, chiến lược ngươi hiện tại tăng lên nhiều lần như vậy, tam thập tam thiên chí bảo có thể thừa nhận hay không? Dĩ nhiên có thể thừa nhận, chuyện này không cần lo lắng. Sau khi luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, phẩm chất tam thập tam thiên chí bảo đã là tiên khí trung phẩm đỉnh phong, đáng tiếc là không có kim tiên pháp tắc mà thôi, toàn bộ đã luyện hóa, nếu không pháp bảo này cũng có thể tấn thăng nữa. Phương Hàn tin tưởng 10 phần, sau khi tấn thăng đến tuyệt đại kim tiên, hắn mới cảm thấy được lực lượng chân chính. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị ẩn tàng khí tức bản thân, hay là hiên ngang tiến vào Vũ Hóa Môn, nói ngươi tấn thăng tuyệt đại kim tiên? Diêm đột nhiên hỏi, ta thấy ngươi tấn thăng kim tiên, dứt khoát không cần về Vũ Hóa Môn, mà tiêu dao tự tại ở thiên giới một chút đi. Vậy không được, bước kế tiếp, ta còn muốn tham ngộ huyền diệu, tấn thăng tổ tiên chi đạo, mới thật sự là đại nhân vật. Kim tiên ở thiên giới là bá chủ chư hầu một phương, mà tổ tiên, đó chính là truyền kỳ chân chính. Phương Hàn lắc đầu, ở trong Vũ Hóa Môn, có thể đạt được tài nguyên nhiều hơn, thậm chí linh mạch vương giai, linh mạch thánh giai, chuyện tương lai càng lúc càng phức tạp, thiên giới có một tràng biến động lớn, thực lực kim tiên xa xa không đủ. Bất quá ta trở về Vũ Hóa Môn vẫn là giấu giếm thực lực một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu mà cứ tùy tiện trở về liền tấn thăng kim tiên tạo ra oanh động thì sẽ rất bất lợi đối với thân phận ta giấu giếm. Người suy tính thật là không chê vào đâu được, thực lực kim tiên trên căn bản có thể hoành hoành ở thiên giới, nhưng mà để ứng phó với cục diện tương lai còn xa không đủ, cả thiên quân cũng không đủ. Hoàng Tuyền đại đế có được công lực luân hồi đạo nhân truyền tống, vẫn phải thân tử đạo tiêu. Diêm gật gật đầu nói, hiện tại ta đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, mặc dù tu vi ta bây giờ cũng có thể so với huyền tiên, nhưng mà ta vẫn khát vọng nhất cử tấn thăng thành cảnh giới tuyệt đỉnh. Không sao, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ giúp người chân chính quật khởi. Tay Phương Hàn khẽ vẫy, một kiện pháp loa khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là tiên khí thượng phẩm chí bảo Phật Môn, ẩn chứa huyền ảo Phật âm mạnh nhất thiên địa pháp loa. Kiện thiên địa pháp loa này giá trị liên thành, tiên khí thượng phẩm nhất định phải tổ tiên mới có thể luyện chế được, mọi loại kim tiên đều không thể phát huy ra hết uy lực. Trong đạo đạo kim tiên pháp tác của nó hàm chứa huyền ảo tổ tiên. Phương Hàn khẽ đưa một ít pháp lực tiến vào trong, ô ô ô ô ô ô, Phật âm thần thánh trang nghiêm chấn động, uy lực có thể chấn nhiếp quần ma, phong tỏa không gian, kim tiên cũng không thể phá hủy. Kiện thiên địa pháp loa này giá trị không nhỏ, uy lực lại càng khổng lồ, bất quá đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, uy lực chiến lực tam thập tam bội còn lớn hơn nhiều so với pháp loa, đợi có cơ hội bán cho Hoàng Khí Lâu một cái giá cao rồi mua lấy nhiều linh mạch hơn. Phương Hàn biết pháp bảo tại tinh không tại nhiều, hiện tại hắn thiếu hụt không phải pháp bảo mà là linh mạch cùng nguyên thủy chi lực.
Ngay sát na hắn đang đùa giỡn cùng thiên địa pháp loa, bên ngoài đột nhiên truyền tới oanh tạc kịch liệt, long tức cực mạnh, lần nữa dâng lên, thần niệm hắn lập tức chấn động, tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ đều biến thành quang mang, tiến vào nội thể, thần quốc mở ra, liền thấy được vị trí bản thân dưới lòng sa mạc, hai bóng người công kích về phía hắn. Hai bóng người này đều là tuyệt đại kim tiên, một vận hắc y, một vận ma y, chính là hai tuyệt đại kim tiên long tộc còn lại, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ. Bang bang bang, hai lão cổ đồng long tộc xuyên phá cát vàng đuổi giết Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lay động một cái, trực tiếp chạy ra khỏi mặt đất Sa Châu, đứng ở trên một ngọn đồi cao lớn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chạy được, không bị Ngao Thế Tôn giết chết. Hai bóng người lóe lên, đáp xuống một tòa cồn cát gần đó, nhìn Phương Hàn giống như đang nhìn thấy quái nhân. Bọn họ thật sự không nghĩ ra tại sao Phương Hàn có thể chạy thoát được. Ngao Thế Tôn đâu rồi? Ngao Thế Tôn, ngươi đâu rồi? Có thiên địa pháp loa mà giết một tên bán bộ kim tiên cũng giết không được. Nam tử hắc y Ngao Thế Đồ giống ra tiếng long ngâm. Đừng gọi nữa, Ngao Thế Tôn đã chết, hắn truy sát ta không được, bị ta giết chết, trở thành thuốc bổ cho ta. Bất quá hai người các ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ đến chạy, đều phải trở thành tế phẩm cho ta. Phương Hàn khẽ mỉm cười, nhìn mặt trời di động lấp lánh trên cao, còn có sa mạc cùng Sa Châu mênh mông bát ngát, biết nơi này hoang tàn vắng vẻ, vô số vạn dặm cũng tất có tu sĩ nào đến. Nơi đây đã là mảnh đất hoang vu Sa Châu. Vì để chứng thực cho lời nói của mình, hắn vuốt vuốt thiên địa pháp loa trong tay. Cái gì? Ngao Thế Tôn bị ngươi giết? Đó là thiên địa pháp loa. Ngao Thế Tôn, khí tức hắn đã tiêu thất đi, ta dùng bí pháp long tộc cảm ứng thế nào cũng không thể cảm ứng được tồn tại của hắn. Hắn tựa hồ đã chân chính biến mất trên thế giới này. Không đâu, Ngạo Thế Tam Long chúng ta, Tiếu Ngạo Long giới triệu vạn năm, tiến vào thiên giới để đại triển thân thủ, sao có thể giữa đường chết non được? Huống chi hắn chỉ là bán bộ kim tiên, làm sao đủ giết chết Ngao Thế Tôn? Hai lão cổ đồng long tộc thần sắc dữ tợn, lại hiện lên về không tin rõ ràng. Bất kể như thế nào, bắt tên này lại sẽ biết được tung tích Ngao Thế Tôn thôi. Hắn nhất định đã lợi dụng cấm pháp nào đó trong cổ thành hoang vu vây khốn Ngao Thế Tôn rồi. Chúng ta không thể nhận ra khí tức của hắn cũng là vì do ảo giác diệt vong tạo ra. Ngao Thế Tôn đã tham ngộ thú đạo của kỷ nguyên trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng diệt vong đâu. Bát, người phong tỏa bốn phía, không thể để cho tên tiểu bối này chạy nữa. Nam tử hắc y Ngao Thế Đồ đánh ra đạo đạo phong ấn, phong tỏa cả phiến thiên địa này lại. Mặt trời trên thiên không cũng âm tối đi, không cách nào chiếu xạ xuyên thấu qua tầng ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen cuồn cuộn giăng đầy chỗ này, khắp nơi đều là tê chớp lôi minh, bạo lôi chấn động, mà nam tử ma y Ngao Thế Liệt thân thể liền biến hóa, trực tiếp đánh ra võ học long tộc tuyệt thế đệ nhất chiêu thần long thất thức chiến long tại thiên, chấn áp hư không. Vô số đầu chiến long cuồng mãng nhô ra trong không trung, đan thành một cự trường lăng không chảo tới. Ở trên có thiên địa linh khí, ở dưới có chảo cửu u chân linh. Chạy, ta phải chạy sao? Phương Hàn bình thản không chút e sợ, hoàn toàn phóng ra khí tức kim tiên của mình. Phương Hàn quả thật không chạy. Sau khi hắn tấn thăng kim tiên, hoàn toàn hấp thu tinh huyết kim thiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn, chẳng khác gì chiếm được toàn bộ tu vi Ngao Thế Tôn, bắt bộ phù đồ hóa thành tiên khí trung phẩm, lực lượng khắc chế long tộc càng lớn hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ là nếu không có linh mạch, hắn vô pháp duy trì thi triển chiến lực tam thập tam bội. Nhưng mà hiện tại hắn hoàn toàn áp đảo hai tuyệt đại kim tiên long tộc kia, hơn nữa còn có pháp bảo khắc chế, sao còn có đạo lý chạy trốn? Đang muốn đánh một trận, tốt nhất là giết chết hai lão cổ đồng long tộc này, lần nữa đạt lấy một khoản tài phú. Hắn phóng thích kim thiên pháp tắc bản thân ra, một đạo kim quang thẳng tắp bắn ra, giống như muốn trực tiếp xuyên ra bầu trời thiên giới. Một tiếng nổ lớn vang lên, cấm pháp do Ngao Thế Liệt bố trí tan vỡ từng đoạn, căn bản không phong tỏa được bất kỳ không gian, mà chiến long tại thiên Ngao Thế Đồ đánh ra, hắn căn bản không chút để ý, phóng bát bộ phù đồ ra, xoay tròn trên không một vòng, trận trận long khí hiện ra khí tức hồng hoang vô địch, làm cho đại thủ do ngàn vạn con chiến long hợp thành chấn động một cái, rồi nổ tung lên, khiến đầu lão long Ngao Thế Đồ liên tục lui về phía sau. Hắn tấn thăng đến cảnh giới kim tiên rồi, lực lượng thật là mạnh mẽ, vầng sáng kim thiên pháp tắc trên người rất nhiều, giống như tơ lưới, không sai, đó là kim thiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn. Năm xưa Ngao Thế Tôn nhận được kỳ ngộ lớn, kim thiên pháp tắc hắn nhiều và cường đại hơn chúng ta rất nhiều, không ngờ lại bị tên này trực tiếp luyện hóa. Khuôn mặt Ngao Thế Đồ kinh hoàng, không thể tin vào ánh mắt mình nữa, nhưng mà sâu trong nội tâm hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phương Hàn quả thực đã luyện hóa Ngao Thế Tôn. Hắn làm sao có thể dung nạp nhiều kim thiên pháp tắc như vậy? Đây là thể chất gì? Cho dù tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên, bất quá cũng chỉ mấy trăm đạo thôi. Sau khi chậm rãi tu luyện, rèn luyện thân thể, mới có thể dần dần mở rộng, hấp thu nhiều quá sẽ bạo thể mà chết. Ngao Thế Liệt cũng không thể tin được, bởi vì Phương Hàn hoàn toàn không tuân theo tu luyện thông thường. Cho dù hắn có hung mãnh, bất quá chỉ là một kim tiên sơ cấp,
chưa quen thuộc vận dụng kim thiên pháp tắc, đây là sơ hở chí mạng. Bát bộ phù đồ của hắn đã luyện chế thành tiên khí trung phẩm, giá trị còn lớn hơn nhiều thiên địa pháp loa, chúng ta cùng nhau liên thủ, đánh chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào, giao chiến sinh tử, chính là cử động lần này. Nếu như chiếm được hắn, chúng ta liền thi triển ra thánh tế chi thuật, mới có hy vọng phục sinh Ngao Thế Tôn. Giết, hai đầu lão cổ đồng long tộc Ngao Thế Liệt Ngao Thế Đồ, trong nháy mắt, liền trao đổi ánh mắt với nhau, đột nhiên cuồng bạo lên, cỗ cỗ thọ mệnh trên thân thể bắt đầu thiêu đốt. Từng đạo hoa văn kim sắc đan vào, thiên ngân, thiên quỹ, thiên phạt vận chuyển trong đó. Véo, hai người mãnh liệt bổ tới Phương Hàn. Cùng lúc đó, long lực khổng lồ từ phía trên áp xuống. Ngao Thế Liệt vận khởi tiên khí toàn thân mình, biến thành một đạo cầu vồng, thổi tới bát bộ phù đồ. Đạo đạo phong ấn hồng lưu từ trên bàn tay hắn phóng ra, tựa hồ muốn dùng sinh mệnh cùng thọ mệnh phong ấn chặt chẽ chí bảo này. Mà Ngao Thế Đồ lại liều mạng hô hoán, tựa hồ đang thi triển ra thuật triệu hoán cổ xưa, gọi về tồn tại cường đại vượt qua thời không đến đây trợ trận. Hai người công kích hung mãnh mà mạnh mẽ, vô tình mà lãnh khốc, đồng thời tràn đầy khí thế một đi không trở về. Cho dù là kim tiên lợi hại, đối mặt với một kích của hai người cũng phải luống cuống chân tay, trong nháy mắt bị đánh chết. Nếu như lúc này 11 vị kim tiên của Hoàng Khí Lâu ở đây, sợ rằng cũng bị một kích này làm chạy như chim thú, sau đó lần lượt bị giết chết. Hai lão cổ đồng long tộc liên thủ lần này thậm chí vượt qua kim tiên, tiếp cận nguồn gốc tổ, nhưng mà Phương Hàn vẫn thản nhiên như không, lạnh lùng cười một tiếng, vóc người khôi ngô, thế đứng vững vàng, khí tức nồng đậm, sau lưng xuất hiện âm thanh chết chóc, vô số mây đen đọng lại kết thành đủ loại ma thần, tồn tại cường đại, đó đều là những cường giả mà hắn từng chém giết qua, tựa hồ đang trận trận hiện ra, trợ trận cho hắn. Tay hắn nhấc lên, trong mây đen sau lưng hiện ra thân thể một con thái cổ kim long dài tới trăm vạn dặm, đây chính là Phương Hàn mới chém giết qua, tồn tại cường đại nhất. Ngao Thế Tôn, các ngươi muốn phong ấn bát bộ phù đồ ta, đồng thời giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cước bộ Phương Hàn dịch chuyển, mang theo cuồn cuộn thiên uy, lực lượng tổ long, chấn động không trung, truyền thuyết chi trượng trên tay hóa thành một đoàn phù văn, kim thiên pháp tắc tự thân thôi động, đột nhiên bành trướng ra, bạo tạc hư không, biến thành vô số anh hùng sử thi, máu cùng lửa, cương thiết cùng ý chí trong truyền thuyết, siêu viễn truyền thuyết bị Phương Hàn một chiêu đánh ra. Hiện tại chiêu này, trải qua kim thiên pháp tắc thôi động, đã xuất uy lực chân chính ra ngoài, trong hư không vọt tới lực lượng anh hùng sử thi trong truyền thuyết, tầng tầng vây quanh Phương Hàn. Đông, 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 tung bay sau lưng Phương Hàn, hỏa diễm kim sắc thiêu đốt hừng hực, đánh ra diêu viễn truyền thuyết, áp tới Ngao Thế Đồ, nhắm thẳm vào sơ hở toàn thân hắn. Lúc này Ngao Thế Đồ đã triệu hồi ra lực lượng cổ xưa, sau lưng cũng hiện ra đủ loại kiểu dáng ma thần, thậm chí là thần bí tế đàn trong hư không, lực lượng thôi diễn đến cực hạn, đối kháng cùng Phương Hàn. Trong Sa Châu, một mảnh sa mạc dài ngàn vạn dặm, trong nháy mắt bốc lên. Trong nháy mắt này, Phương Hàn cùng Ngao Thế Đồ một trưởng đối diện, đã hủy diệt cả mảnh sơn mạch. Bất quá mấy ngàn vạn dặm sa mạc hoang vu, đối với Sa Châu mà nói, cũng như một giọt nước trong biển rộng, hủy diệt thì hủy diệt, căn bản không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng làm mất cân bằng. Tuyệt đại kim tiên giao thủ, cũng chỉ có ở thiên giới, mới có thể không chút kiêng kỵ. Nếu mà trong thế tục, không biết bao nhiêu thế giới bị phá hủy, vô số tinh không đều hủy diệt. Một tiếng nổ thật lớn, sa mạc hoang vu bị hủy diệt, đồng thời, tất cả cương khí, tiên thuật, sát chiêu của Ngao Thế Đồ đều bị Phương Hàn oanh phá, cả người biến thành một con cự long, cuồng phun tiên huyết, ương ngạnh bắn đi, hắn cư nhiên bị một quyền của Phương Hàn đánh bại, âm dương liên hoàn, vô phùng nghịch sát. Ngay lúc thân thể Phương Hàn có chút run rẩy, vô số tinh thể thần quốc bên trong cơ thể rung động, lực lượng chưa kịp khôi phục, Ngao Thế Liệt đã xuất hiện phía sau hắn, cư nhiên đột phá tầng bảo vệ của bát bộ phù đồ, trên mặt hiện ra tia cười, lực lượng toàn thân đều tập trung trên bàn tay, toàn bộ long chảo hóa thành một thanh lợi nhận, cắt xuống, không có ai có thể tránh được phối hợp âm dương liên hoàn vô phùng nghịch sát của hai người chúng ta. Ngươi lực cũ đã dứt, lực mới chưa sinh, vậy để ta chấm dứt cho ngươi, từng có một kim tiên còn mạnh hơn cả ngươi, cũng phải chết ở trong vô phùng nghịch sát của chúng ta. Thanh âm Ngao Thế Liệt giống như ma quỷ dụ hoặc thệ ngôn chư thần, Phật Đà phạm sướng, quân tiên minh văn, phá hủy tâm linh ý chí, bất kỳ ai ai nghe thấy âm thanh này, cho dù là cao thủ kim tiên thậm chí cũng có cảm giác tuyệt vọng, sau đó buông bỏ ý chí chống cự. Vô phùng nghịch sát là phối hợp tốt nhất của hai lão cổ đồng long tộc. Thanh đao sắc bén kia cắt vào trong tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn, triển khai tính chất hủy diệt. Nhưng mà sau một khắc, trên người Phương Hàn đột nhiên bạo phát, xuất hiện một chư chí khổng lồ. Ngay sau đó, hình ảnh tam thập tam thiên chí bảo đều phóng ra ngoài, diễn hóa thành đạo đạo hồng lưu tạo hóa, trực tiếp chấn gãy thanh đao của Ngao Thế Liệt ra từng khúc. Đó là chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, còn có tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết. Ngao Thế Liệt toàn thân bị phản chấn,
liên tục lui về sau. Vô Phùng nghịch sát thất bại, hắn đang muốn chuẩn bị lần thứ hai nghịch sát, nhưng khi nhìn thấy hư ảnh Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, liền chấn động toàn thân. Ngao Thế Đồ, chạy đi, người này không thể địch nổi, hắn là Phương Hàn, Tiết Độc Tạo Hóa Nhân. Ngao Thế Liệt cũng hơi thanh tĩnh lại. Đúng lúc này, Ngao Thế Đồ đang bị phản chấn khôi phục lại, muốn phối hợp Vô Phùng nghịch sát cùng Ngao Thế Liệt, nhưng mà bị quang mang Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo áp bức, nên hắn không thể tới gần. Nguyên bản, hai người liên thủ Vô Phùng nghịch sát, liên hoàn xuất kích, bất luận là ai cũng không thể ứng phó được sát chiêu không ngừng nghỉ kia, nhưng mà hiện tại hoàn toàn không thể nhích tới gần Phương Hàn. Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo của Phương Hàn dung hợp với uy lực chữ chí khổng lồ, uy lực vô song. Chạy! Ngao Thế Đồ điên cuồng hét lên một tiếng. Lúc này muốn chạy đã muộn rồi, biết bí mật của ta mà còn muốn đi sao? Hai tay Phương Hàn mở ra, cả người đột nhiên nổ tung, biến thành triệu vạn tinh thể thần quốc tràn đầy hư không, cư nhiên dùng bản thân phong tỏa toàn bộ hư không. Thân thể ngươi cư nhiên không phải là huyết nhục mà là tinh thể thần quốc, đây là dấu hiệu tạo hóa thần khí sở hữu. Kiệt lực xé rách không gian, hai đầu lão long chẳng làm được gì, căn bản vô pháp thoát đi, liền hoảng loạn thất kinh. Chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, luyện chế thân thể bản thân thành pháp bảo rồi? Phương Hàn đối diện với hai đầu lão long đang kịch liệt suy nghĩ, liều mạng phản kháng cũng không trả lời. Hiện tại thân thể hắn đều biến thành tinh thể thần quốc, bao vây bốn phương, bên trong mỗi viên tinh thể thần quốc đều phát ra thanh âm cuồn cuộn. Thần quốc hành tàu trong lòng mọi người, thần quốc vây lấy vạn vật bên trong, nắm lấy trật tự mọi thứ, thần quốc là thiên đường chúng sinh, truyền đạt tin nhắn vĩnh sinh. Trong mỗi viên tinh thể thần quốc, thanh âm chư thần ngâm sướng lên, phóng ra thánh văn thi ca hoàn mỹ. Tinh thể thần quốc bản thân Phương Hàn sắp xếp tổ hợp, vận chuyển đến cực hạn cướp lấy thiên địa tạo hóa, đây là sau khi hắn tu thành kim tiên, lĩnh ngộ ra năng lực bản thân. Hiện tại cho dù là hắn không bằng vào bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, chỉ bằng vào tinh thể thần quốc bản thân, đạo thuật tự thân cũng hoàn toàn có thể đánh chết tồn tại cùng cảnh giới. Thần quốc thôi diễn, thần quốc, từng đạo lực lượng thần quốc vận chuyển, phong tỏa hoàn toàn, bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí thiên địa pháp loa, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dự, tất cả đều ở trong thần quốc vô tận, phóng ra lực lượng mạnh mẽ. Hắn thật muốn vây khốn chúng ta, sau đó luyện hóa chúng ta, nam tử Ma Y Ngao Thế Đồ nói. Trong ánh mắt nam tử Hắc Ý Ngao Thế Liệt lóe lên vẻ dữ tợn cùng điên cuồng, không hổ là Tiết Độc Tạo Hóa Nhân, luyện hóa Ngao Thế Tôn xong, ngay cả chúng ta cũng không buông tha, cho dù ra sao cũng không thể hắn đạt được nguyện vọng. Liều mạng thôi, liều mạng. Hai lão cổ đồng long tộc rốt cuộc bị bước tới cùng đường mạt lộ, đã thấy được lưỡi hái của tử thần. Phương Hàn cũng biết hai đầu lão long này khi bị mình bước đến cùng đường mạt lộ sẽ liều mạng, bất quá hắn không chút sợ hãi. Ngay tại khắc hắn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, mở ra vận mệnh mạnh nhất của bản thân, thì đã biết được ở trên con đường tu đạo từ trước tới nay chưa từng có ai như hắn. Hắn chính là thần, hắn sáng tạo quốc độ, hành tẩu ẩn tàng trong lòng người. Hắn phải đánh chết hoàn toàn hai đầu lão long này, tăng cường thực lực bản thân, khai sáng ra tương lai của mình, bản thân tấn thăng khổng lồ, lòng tin sừng sững vô địch. Các ngươi muốn liều mạng sao? Phương Hàn ở bên trong thần quốc truyền ra thanh âm, ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên, đang muốn lấy máu tế luyện thần lực, các ngươi liều mạng cũng chỉ làm tăng thêm lực lượng thần quốc ta thôi. Thiêu đốt long huyết, chiến thần tám phương liều mạng tử chiến, tranh giành vương giả. Hai đầu lão cổ đồng long tộc Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ đã hoàn toàn phẫn nộ. Đột nhiên lúc đó hai người liên thủ, tất cả kim thiên pháp tắc toàn bộ câu thông lẫn nhau, đánh ra một chiêu không thuộc về võ học long tộc, tranh giành vương giả. Oanh, một đoàn hỏa cầu khổng lồ diễn sinh ra phủ xuống thần quốc vô tận. Hỏa cầu khổng lồ biến thành vô số vương giả, tạo ra đồ họa vương giả tranh bá. Đây là một chiêu liên thủ của hai đầu lão long, thiêu đốt tinh huyết cùng thọ mệnh, phóng ra sát chiêu mạnh nhất. Sinh mệnh vào giờ phút này thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt, tranh giành vương giả cũng là lót đường cho hoàng giả. Các ngươi nhất định phải dùng huyết nhục cùng bạch cốt của mình làm bước đệm cho con đường vĩnh sinh của ta. Phương Hàn thôi diễn thần quốc đến cực hạn, thần lực bát bộ phù đồ cũng phóng ra thần tắc sáng loáng, từng đạo thần đồ phiêu đãng ra, chấn vỡ long lực, phá nát vạn cổ. Nhất là tam thập tam thiên chí bảo lại càng phóng ra uy nghiêm hoàng giả chân chính. Phương Hàn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, lần đầu tiên xuất ra toàn bộ lực lượng, vì tương lai thanh trừ chướng ngại, mở ra nhánh sông vận mệnh mạnh nhất. Ta dùng hai tay rèn tạo thần quốc mạnh nhất. Thiên địa pháp loa hiện lên, quách trường thanh âm của Phương Hàn đến cực hạn. Hai đầu lão long cảm thấy ý chí vô địch của Phương Hàn, còn mang theo một cỗ bá đạo mãnh liệt, chư thiên vạn giới, ta là chân thần, những thứ khác đều là ngụy thần mà thôi. Phương Hàn, hủy diệt hai chúng ta, ngươi cũng phải trả giá rất nặng đó. Ngao Thế Đồ hai tay chỉ thiên, đánh diệt trăm ngàn thần quốc, trận trận tinh thể thần quốc đều tan biến dưới tay hắn, nhưng mà thần quốc như vô tận, phóng xuất ra ngoài,
thần quốc của Phương Hàn, tựa hồ là ý niệm trong đầu, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, không ngừng sinh sôi, không thể đoạn tuyệt. Bát bộ phù đồ vận chuyển tới cực hạn, bên trong cư nhiên phát ra trận trận tia chớp kim sắc, công kích lên thân thể hai người, hai đầu lão long bạo liệt toàn thân, huyết dịch kim sắc lần nữa phun trào, trong nháy mắt bị bát bộ phù đồ thôn phệ. Đường cùng cũng phải dãy giụa, Ngao Thế Liệt ta vượt qua mọi chông gai, tu đến bây giờ, đã trải qua vô số sử thi cùng văn minh, ý chí đã hòa vào dòng sông hư không, không có đường cùng nữa. Ngao Thế Liệt triển khai dãy giụa cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện văn tự long tộc, biến thành một thanh lợi kiếm, chém vào hư không, tựa hồ muốn chém ra con đường tương lai của mình. Lão thiên đoạn tuyệt tương lai ta, ta liền chém ra đường tương lai. Tương lai ta, là hoạn lộ thanh thang, là vô thượng bằng phẳng. Trên đầu Ngao Thế Đồ cũng xuất hiện một thanh lợi nhận, chém về tương lai u ám của chính mình. Đó không phải binh khí của hai người, mà là ý chí cùng sinh mệnh của hai người ngưng tụ thành một đường cầu sinh, có thể đủ chiếu sáng tiền đồ, thay đổi tương lai. Vô số thần quốc ngay lập tức bị phân liệt, mơ hồ, hai người thấy được thế giới xa châu bên ngoài. Bên ngoài chính là tương lai, cũng là hy vọng. Nhưng mà, khi vô số thần quốc đang tan vỡ trong nháy mắt, một đạo tựa như rìu không phải rìu, tựa như lưỡi đao không phải lưỡi đao, trực tiếp phá vỡ vạn cổ, bổ ngang xuống, đện vào ý chí hai người, hoàn toàn đánh tan ý chí đó. Đây chính là ý chí Phương Hàn, chặt đứt toàn bộ con đường tương lai bọn họ. Tương lai, một mảnh đen tối, à không thể nào, ý chí chúng ta, cư nhiên bị hắn đánh tan, chúng ta xong. Tính mạng trong một kích cuối cùng kia, bị Phương Hàn đánh tan, hai đầu lão long, triệt để giống như quả cầu hết khí, cạn kiệt sức lực, thân thể bọn họ, khô quắt lại, ý chí sa sút, ý chí các ngươi, không cường đại như ta, các ngươi thất bại, đã là chuyện nhất định, ngay từ lúc ở long giới, bố trí đại trận giết chết ta, thì vận mệnh các ngươi đều đã được định sẵn. Phương Hàn hoàn toàn nắm giữ thân thể hai đầu lão long, bát bộ phù đồ chậm rãi chấn áp, phong ấn hai đầu lão long vào trong. Phương Hàn, ngươi phải để tâm, hai đầu lão long này chẳng qua là bị ngươi đánh tan ý chí, hiện tại kiệt sức, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần để chúng lĩnh ngộ đạo lý, sẽ lần nữa quật khởi, ngươi nhất định phải luyện hóa mau mau. Riêng một mặt khẩn trương, một mặt lo lắng quát, hai đầu lão long này, kim thiên pháp tắc trên người, đủ cho vài kiện tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng, luyện hóa toàn hộ, chỗ tốt vô tận, ta tự nhiên biết, sẽ không buông lòng một chút, đây là trận chiến đầu tiên khi ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên, tuyệt đối phải thắng lợi. Phương Hàn nói, hơn nữa muốn thắng được lợi triệt đề, thì phải không cần phóng ra chiến lược tam thập tam bội, cũng phải nhanh chóng tạo ra lòng tin vô địch. Trong lúc nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên đồi cát, tinh thể thần quốc toàn thân lần nữa trở về vị trí cũ. Dần dần, thân thể của hắn đắm chìm xuống, chìm vào sâu trong lòng đất, trực tiếp đạt tới độ sâu mấy ức dặm dưới đất, tìm được một mảnh không gian bí ẩn, lúc này mới dừng lại bắt đầu luyện hóa hai đầu lão long. Lúc trước chưa tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hắn muốn luyện hóa kim thiên pháp tắc cũng vô cùng khó khăn, nhưng mà hiện tại tấn thăng làm kim tiên rồi, luyện hóa kim tiên cùng cảnh giới liền dễ hơn rất nhiều. Một cảnh giới cách biệt như trời với đất, một cảnh giới phạm vi quan sát cũng liền rộng thêm, đời người đột nhiên trở nên vĩ đại. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp các phần sau nha.